Máy Mai Lan Hương hướng dẫn sử dụng máy Jaguar. Đầu tiên mình sẽ hướng dẫn đánh chốt chỉ. Cắm điện trong 10 này. Chú ý là cắm điện trong 10 nhé. Cắm chốt chỉ vào cọc chốt. Khi chỉ đánh chốt thì mình chỉ cần bắt chéo bên dưới cái ốc Raton này. Theo chữ alpha, cuốn quay chốt tầm 4-5 vòng theo chiều kim đồng hồ. Sau đấy mình gạt cọc chốt qua phải và ấn nút bật tắt. Không đánh nữa thì mình dừng lại. Gạt cọc chốt qua trái và lấy chốt chỉ ra. Đi chỉ may thì chú ý là mình phải nâng chân vịt lên. Mình sẽ đi theo đường nét liền. Móc xuống. Đến đây vắt qua trái đi lên, có số 3 này. Sau đấy vắt từ phải qua trái qua mỏ giật chỉ. Nếu mà nó đang ở chìm xuống bên dưới thì mình xoay bánh đài cho nó nhô lên cao. Mình móc từ phải qua trái đi xuống. Sau đấy mình móc vào cái móc của chân kim. Sỏ từ trước ra sau qua kim, một là sỏ thủ công, hai là mình dùng cái hỗ trợ sỏ chỉ. Mình đã có một cái video chi tiết riêng về hỗ trợ sỏ chỉ. Mình lắp suốt, mình mở cái mặt nhựa này lấy suốt lên. Đặt suốt vào, chú ý là cái sợi chỉ thừa phía bên tay trái này. Đó, suốt quay ngược chiều kim đồng hồ. Sơ đồ này. Có sơ đồ, đặt vào. Kéo chỉ vào cái rãnh này. Rồi kéo qua trái. Sau đấy mình lấy chỉ dưới lên, tay trái cầm chỉ trên. Tay phải mình xoay bánh đà về phía lòng mình cho kim đi xuống. Đến khi kim đi lên được một vòng, mình cầm chỉ trên, mình kéo kéo là chỉ dưới nó lên, mình rút lên. Cho hai sợi chỉ vào xuống dưới, ra sau chân vịt. Đậy mặt nhựa vào. Thích may đường nào thì mình sẽ chọn đường may ở cái núm chọn đường may đây. Đây là núm chọn đường may. Đây là điều chỉnh mau thưa của mỗi đường may. Đây là ấn lại mũi. Mau thưa bình thường mình may tầm 2-3. Chọn đường thẳng. Tốc độ chậm này. Mỗi máy may tốc độ chậm thôi. Tốc độ nhanh chậm, chưa quen mình cứ để chậm. Hạ chân vịt xuống, ấn nút chạy. Lại mũi thì mình ấn dị bao nhiêu nó sẽ chạy lùi bấy nhiêu. Mình thả ra thì nó sẽ dừng lại. Chưa quen thì mình để chậm, nhưng nào quen mình sẽ nhanh. Tương tự các cái đường khác cũng vậy, mình cứ chọn đường may xong rồi mình chạy bình thường thôi. Chạy vài đường rồi coi đường may luôn. Trên mặt dưới như nhau. Mình hướng dẫn thay khi thay chân vịt. Muốn tháo chân vịt thì mình ấn vào cái lẫy có cái đen đen đằng sau. Nâng lên. Sau gót chân vịt. Nâng chân vịt lên. Nâng chân vịt lên mình ấn vào. Đè vào xuống vào lòng mình. Khi mà chân vịt nào cũng có một cái chốt ngang này. Nó sẽ được ngập vào cái mỏ ở chỗ cái gót chân vịt ạ. Một tay mình cầm chân vịt, tay dùng cần nâng hạ chân vịt, hạ từ từ cho nó ngập vào cái thanh ngang đấy là được. Thay kim thì mình sẽ vặn cái ốc. Cái ốc đây. Mình xoay cho kim cao cao lên rồi xong mình vặn cái ốc. Vặn lỏng kéo kim xuống. Kim máy gia đình này là kim HA, có một mặt dẹt mặt tròn. Khi lắp vào thì mặt dẹt quay ra phía sau. Mình cho vào cái hốc kim đẩy kịch lên, vặn chặt ốc lại là được.